Chị tên gì? À, chị Châu, đây là chị Châu. Đây là chị Châu nha. Chị Châu ở Nha Trang nha. Rồi, chị Châu ở Nha Trang nè. Rồi, ai mà đó là bạn với chị Châu nhớ. Bạn với Châu nha. Rồi. Lên đây nha. Rồi. Anh Tèo, anh Bảy gì nè, có nhớ xem bình luận nha. Mấy anh nó cũng hay coi video của em á. Anh hay bình luận rồi chị trả lời giùm em nha. Rồi. Đó, đây là chị nè. Nhớ lên comment nha. Rồi, comment nha. Thôi em chào chị Châu nha, chúc chị Châu mọi ngày thật vui vẻ. Rồi, cảm ơn nha. Ai có làm được không? Em làm YouTube hả? Em muốn làm YouTube hả? Đúng rồi. Em siêng mà không có tài. Đúng rồi. Thì lên riết rồi có tài thôi. Từ từ thì sẽ có tài thôi. Đúng rồi. Thì em có tài rồi. Em có tài chính. Em cũng ở gần đây hả? Dạ, đấy. À. Em ở kia. À. Em bán shop quần áo ở đây. Áo, em ô xin của bà chủ. Ô xin. Đấy là quán là của bà chủ luôn á. Quán là của bà chủ em. À. À. Em là nhân viên. Dạ, nhân viên. Mà nói nhiều không chủ á. Rồi giờ này bán đỡ không? Bán ế mà. À bán ế lắm hả? Mấy giờ mình ra bán rồi? Sáng á. À. Sáng 6 giờ rưỡi là bán rồi. 6 giờ rưỡi rồi bán rồi. Chiếc này rin bao nhiêu phần trăm anh? Này hả? Dạ. Nếu mà nó độ rin nó chắc khoảng cỡ 70-80%. Dạ. Cũng có một vài chi tiết đồ hàng mới bây giờ. Dạ. Yeah. À, như là cái phao xăng nè ha. Ở rồi bình xăng nè, yeah. Ô nè, yên nè. Dạ. Yeah. À, những cái lắp đèn nè. Dạ. Yeah. Điện. Cái đó giản vậy thôi. Dạ. Chị tên gì? Mình em bán. Hả? Mình bán ở đây mình tên Bé Cua. Bé Cua. Rồi cho tôi lên sóng. À, Bé Cua nè. Em chào chị. Em cũng đi quay đường phố rồi đó, cho khán giả xem đó. Ủa lan này lan gì đẹp á chị ha? Dạ. Cái này mà mình mua về đó như tay ngang như em rồi mình dễ săn sóc có không? Có bông lại không chị? Có chứ. Dạ. Cái này mình về ví dụ mình chơi xong rồi mình mua mình chơi xong rồi bắt đầu cắt cành đi. Dạ. Xong là mình chăm lại. Dạ. Chăm lại thì thời gian nó ra không có đẹp, nó ra ví dụ ở vườn nó ra 10, nó nở hết là 12 cánh. Dạ. Thì mình thu lại chừng khoảng 100 thì nó ra chừng khoảng 50 cánh thôi. Dạ. Nhưng mà những người yêu hoa em mà. Dạ. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Trưa nay Phương lại tiếp tục rong ruổi những con đường ở Nha Trang với con các bác chị. Vị trí Phương đang đứng này là đường Cao Bá Quát. Bây giờ Phương sẽ đi qua đường Nguyễn Trãi ha. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Bây giờ bắt đầu Phương đi ạ. Con đường Nguyễn Trãi thì Phương cũng quay cũng nhiều với bà con các bạn chị, thì hôm nay Phương cũng quay lại cho bà con khán giả xem ha. Bên này một cái quán cà phê này, cái chỗ này cũng sửa xe luôn đúng không chị? À cũng sửa xe. À ủa buổi chiều mới sinh tố chứ. À chiều mới bán ở đây là hình như là cái anh sửa xe là ông xã chị hả? À ảnh anh này là mấy ảnh hay sửa xe 67 đồ đúng không? À như chiếc này là chiếc 68 hả? À 68. Ô chiếc xe đẹp quá ha. Wow. Dạ. Em hả? Em cũng đi quay đường phố rồi cho bà con anh nói dịch hiểu rồi. Dạ, trang biển xanh. Nha Trang biển xanh. Ồ chiếc xe này cũng đẹp quá ha. Cái này 67 hả?
À, đây là 67 nè. Ở đây chuyên về che cổ không à? À. Mày chỉ vừa 67 số 8 rồi thôi hả? Dạ. 72 xe nào cũng làm. Dạ. Xe này của anh hả? Quay là đang nè. À. Quay là đang. Ồ, cái lốc đẹp quá hông? Tâm trang cái đẹp là đẹp rồi. Nha Trang mình đâu còn mấy chiếc thôi hả chị ha? Ồ, chiếc này đẹp quá. Ồ. Rồi mấy giờ ảnh mới dọn ra anh sửa xe? Anh mua xe rồi, đang làm anh. À. À. Đây cũng như là một hội á. Dạ, à cái hội chị. Hội chơi xe. Dạ, cũng dạ. Chào anh trai. Nhưng ngang qua thấy chiếc xe này đẹp quá luôn à. Xe này nè, của xe này là mình của khách hay là của mình mà đỡ bán anh? Không, xe mình chơi. Hả? Chơi. À, xe anh chơi đó. Ồ. Ồ, cái lốc đẹp quá anh ha. Để chơi thôi chứ đâu có bán đâu ha anh ha. Ồ, chiếc này cũng đẹp quá luôn à, chiếc này. Dạ. Dạ. Đó phương quay à, khán giả nào mê xe ha. Chiếc này là chiếc 68 này. Chiếc này rin bao nhiêu phần trăm anh? Này hả? Dạ. Nếu mà nó độ rin nó sẽ khoảng cỡ 70-80%. Dạ. Cũng có một vài chi tiết là đồ hàng mới bây giờ. Dạ. Yeah. À, như là cái phao xăng nè ha. Ở rồi bình xăng nè, yeah. Ô nè, yên nè. Dạ. Yeah. À, những cái lắp đèn nè. Dạ. Yeah. Đèn. Để đơn giản vậy thôi. Dạ. To dữ vậy. Chứ hoàng mà còn gì đâu rồi, anh chơi chiếc xe bự dữ rồi. Chiếc này mua là anh không bán. Như ví dụ chiếc này bán được khoảng bao nhiêu tiền? Anh nói chung là mình không bán cho mình không có cái giá tính dạ. Đâu. Quay là chơi mà. Dạ chơi thôi. Còn giá thì giờ nó đa dạng lắm. Dạ. Chiếc này chiếc là của anh luôn hả? Chiếc này là cái khách. À, của khách. Thôi em chào anh nha. Ok. Bye. Cái lối này là lên nhà thờ đá và con có bán chi. Ở giờ này là nắng rồi. Chỗ này là bán ốp điện thoại nè. Chỗ này bán cũng lâu lắm rồi. Bên này là Nguyễn Hữu Hưng. Cũng bằng qua đường phía bên này nó mát hơn. Bên này là bán Hoành Thánh. Chào anh. Giờ hết rồi hả? Hết rồi. Dạ em cũng quay đường phố rồi mà. Dạ. Bên này là bạn rồi, xin chào.
đây là đường Mê Linh. Bây giờ Phương sẽ đi quẹo qua đường Mê Linh ha. Này là một cái quán cà phê. Rồi chào em trai. Dạ, quán cà phê Nha Trang nha. Hai C Mê Linh. Rồi. Dạ. Quán mình bán lâu chưa? Lâu quá anh, 2 năm rồi anh. 2 năm rồi. Đây là khách nè, xin chào. Quán cà phê đường phố. À. Đây là khách quen ha. Dạ đúng rồi. Đây là khách ruột nè. Thì em uống ở đây phải ngon quá anh. Uống ở đây hoài rồi. Ủa ai là chủ? Ai là chủ? À đây là chủ nè. Đây là chủ. Đây có dế nè. Quán cà phê của chị này làm ngon quá anh. Sao? Quê hỏi cô Trang em đâu? Nếu mà anh tới đây sớm một chút là ngày chỗ này cũng đông ha. Anh ở đâu vậy ấy? Anh ở Nha Trang á. Anh ở Nha Trang á? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Tên gì anh? Kênh của anh là Nha Trang Biển Xanh. Đúng rồi, Nha Trang Biển Xanh. Bên đây là bán bún hả? Bún bò hả? Bún riêu. À, bún riêu. Đây là em chủ quán này. Thôi, chào mấy em nha. Dạ, chào anh. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Rồi, nhớ like ha. 3,000 view. Rồi. Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. Để bọn em lên coi. Em có vé này. Live stream. Đi ơi, quay phim nè con. Con ơi, chuẩn bị lên báo rồi. Lên thế giới luôn nha. Dạ. Rồi xin chủ quán lên trang bìa luôn nha. Rồi chủ quán trang bìa nữ doanh nhân Thành Đạt. Chị bán được hơi gốc mỗi ngày. Em làm YouTube hả? Em muốn làm YouTube hả? Đúng rồi. Em siêng mà không có tài. Đúng rồi. Thì lên riết rồi có tài thôi. Từ từ thì sẽ có tài thôi. Đúng rồi. Thì em phải có tài rồi. Đó là chính. Em cũng ở gần đây hả? Dạ, đấy. À. Em bán shop quần áo ở đây. Áo, em Tô xin của bà chủ. Tô xin. Dạ. Đấy là quán là của bà chủ luôn á. Quán là của bà chủ của em. À. Em là nhân viên. Dạ, à, nhân viên. Mà nói nhiều không chủ á. Rồi giờ này bán đỡ không? Bán ế mà. À bán ế lắm hả? Mấy giờ mình ra bán rồi? Sáng á anh. À. Sáng 6 giờ rưỡi là bán rồi. 6 giờ rưỡi rồi bán rồi. Bán cà phê thôi. Còn quần áo là em bán luôn. À. Có cà phê muối này đặc sản của em. Rồi còn gì nói hết luôn rồi. À rồi anh có quay rồi. Chủ nhật rồi thường thường chủ nhật khách đông không? Thường thường chủ nhật có khách đông không? Thứ bảy nhật thì nói chung là cũng đều. À đều đều, thì cũng ok rồi. À. Vì em trai tên gì? Bi. À Bi. Đây là Bi chủ shop quần áo. 24 Club. Rồi. Thôi anh chào Bi nha. Dạ ok anh, cảm ơn Phương. Ở đây con đường cũng nhiều quán cà phê ha. Dạ. Bên đây con góc đường này cũng có một cái quán cà phê nè. Bên này cũng bán cà phê. Góc này cũng một cái quán cà phê cũng lớn á bà con có bán chị. À, khách cũng đông ha. Mê Linh Mạc Đình Chi. Thank you.
bên này là bán xôi mặn nè, này bán lâu rồi, giờ cũng hết rồi. Góc này cũng một cái quán cà phê lớn. Bên này cũng một cái quán cà phê nữa nè. Bây giờ Phương sẽ đi thẳng ha. Quán cà phê xe để trên này luôn, quán rất là đông ha. Rồi chào chị. Rồi xin chào. Rồi đúng rồi. Tới Trịnh Phong rồi, Mạc Thịnh Chi rồi. Bên góc này có một cái quán cà phê nè, bên này là bán lan, rất là nhiều lan luôn. Em chào chị. Em cũng đi quay đường phố rồi đó, cho khán giả xem đó. Ồ, lan này đang gì đẹp hết chị ha. Dạ. Cái này mà mình mua về đó, như tay ngang như em rồi, mình dễ săn sóc có không? Có bông lại không chị? Có chứ. Dạ. Cái này mình về, ví dụ mình chơi xong rồi, mình mua mình chơi xong rồi, bắt đầu cắt cành đi. Dạ. Xong rồi mình chăm lại. Dạ. Chăm lại thì thời gian nó ra không có đẹp, nó ra ví dụ ở vườn nó ra 10, nó nở hết là 12 cánh. Dạ. Thì mình thu lại chừng khoảng 100, thì nó ra chừng khoảng 50 cánh thôi. Dạ. Nhưng mà những người yêu hoa em mà. Dạ. Chứ còn mình không yêu hoa thì cái chăm nó cũng khó ra lắm. Dạ. Phải đam mê hả chị ha? Cái gì cũng phải đam mê à? Phải đam mê. Dạ. Ủa gì là cái lan này mình nhập ở Đà Lạt về đúng không chị? Như một cây này bao nhiêu tiền chị? Cây này bán 250. 250. 270. Dạ. 270. Ủa. Cái này là shop của chị luôn á hả? Em vô quay được không? À, bên đây rất là nhiều bông nè, nhiều bông lan ha. Cái shop này cũng lâu rồi hả chị ha? Shop này cũng mở lâu rồi hả? Shop lan này cũng mở lâu. Thôi em chào chị nha. Tới đường Hồng Bàng rồi.
Phương sẽ lựa cái con đường nào đông vui Phương sẽ quay ha. Chỗ này là chỉ bán bánh mì, là bánh mì đặc ruột cho Phương đi con đường này, đường Hồng Bàng này. Chào chị gái. À, Phương bây giờ Phương sẽ đi vô con hẻm này. Phở hẻm, phở tái, giò, mì Quảng. Cái hẻm này Phương chưa đi ha. Dạ con chào chú. Con đường này nó sẽ thông qua con đường nào rồi chú? Dạ bà Đăng. À, đi một chút xíu là ra bà Đằng ha chú ha. Đó đầu đó bà Đằng. Dạ. Thôi con chào chú nha chú. Dạ. Mười lăm số tám Hồng Bàng. Con đường này cũng yên tĩnh lắm bà con cô bác anh chị. Bây giờ Phương sẽ quẹo phải. Chỗ này là quán phở Hai Mập. Rồi chào chị. Dạ. Xấu đẹp gì? Nhiều khi mà em đi quay đó cho bà con khán giả đó biết được cái quán của mình. Không biết chị nói ở ngoài chị đẹp nhưng mà trong mình thì xấu. Dạ, sao em thấy đẹp mà. Chị coi nè. Đây đâu đâu em đâu nói dối đâu. Thấy chưa? Sao mà anh xài điện thoại xịn đó. À, thấy chị đẹp mà. Dạ, em là kênh Nha Trang Biển Xanh. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Anh nè, anh là Nha Trang Biển Xanh nè. À vậy đó hả? Hay coi kênh của anh. Hả? Đúng rồi. Hồi giờ là thấy anh trên video thôi hả? Thấy tiếng nói thôi đúng không? Rồi bữa nay mới thấy anh đang ngồi hả? Không, anh bất ngờ mà. Thì cái quán này anh biết cái quán của mình mở lâu lắm rồi. À vui vẻ. Chị này là chị chủ ha. Mở lâu chưa chị? Cái quán này mình bán mấy chục năm này. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm là mình bán tại vị trí này luôn hả? À, vị trí thứ hai. Còn vị trí bên kia hồi xưa là chị bán bên Lê Quý Đôn. À Lê Quý Đôn. Được, bao lâu rồi? Được 14 năm rồi em. 14 năm rồi. Chị bán là cả ngày luôn đó. À buổi trưa chị nghỉ em. À buổi chiều, à chưa nghỉ thôi, à, buổi chiều em có ăn ở đây mấy lần rồi. Trưa chị nghỉ. Dạ. Rồi chiều 3 giờ chiều chị bán lại. Dạ. Rồi mấy giờ là chị nghỉ? À 8 giờ tối em.
8 giờ tối thì nghỉ ha. Ai đã từng ăn cái quán phở của chị à, chị là chị chủ là chị tên gì? Tên Hằng em. À chị Hằng, đây là chị Hằng nè. Đây là số mấy ta? 28 Bạch Đằng. Thôi em chào chị Hằng nha. Rồi cảm ơn em. Dạ chị Hằng làm việc nha. Ok. Rồi chào khán giả nha, chào khán giả nha. Rồi chào chị. Tới đường Trần Bình Trọng rồi. Chắc là phải phương phải đi thẳng á bà con cô bác chị. Góc này là bán sinh tố. Rồi, đúng rồi, chào em đang trai. Đang review cái gì vậy anh? Anh cũng quay đường phố rồi đó mà. Dạ, quay luôn. Anh quay quán Thỏ đi luôn. À, đây là quán Thỏ nhà mình hả? Dạ, đúng rồi. À, dạ, đúng rồi. Cô không biết cái gì hả? Quán mình mở lâu chưa cô? Lâu rồi. Lâu rồi. Thôi, mình dám để tối giờ coi vô cô lâu chứ. À, kênh anh là Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh đúng không? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Nha Trang Leo Thang là khác nữa đi. Bán mười năm, mười mấy năm rồi. Cái này chiều mới đông chứ. À, chiều mới đông chứ. Giờ bắt đầu mới chuẩn bị thôi. Là Nha Trang Biển Xanh. Dạ, Nha Trang Biển Xanh chào con chị gái. Con đường này thì buổi sáng là mở đông thôi. Dạ. Buổi tối, buổi chiều. Dạ. Giờ này bắt đầu vắng rồi, giờ này vắng. Dạ. 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 Đây là nhà cô ở hồi xưa giờ luôn. Hồi xưa giờ luôn. Số 40 Bạch Đằng. Ở được còn cái chục tiền. Dạ. Năm nay là 60 mấy rồi. 60 mấy tuổi rồi. Dạ. Dạ. Khán giả nào ở đường này là nhớ đến cô ha. Dạ. Vậy là cô tên gì cô? Dạ. Đỡ con quay nhiều khi bạn của cô đi xe nhớ đến cô. Dạ. Thôi con chào cô nha cô. Chứ trong cái hẻm này đi sâu không em trai? Ra đường Hồng Bàng. À, ra đường Hồng Bàng. Hẻm này ra đường Hồng Bàng. Bên này là chị bán cà phê. Chào chị bán cà phê. Giờ bắt đầu dọn rồi ha. Bên đây là cũng một cái quán cà phê nữa nè. Bên đây thì Phương lại quẹo trái. Ngồi cho tự là con có bác chi. Đây là bánh canh tôm tiết.
bò Huế 100. Khung bò này bán cũng rất là lâu rồi nè. Đây thì chắc có lẽ là Phương cũng quay lại chợ sớm mới và con có anh chị. Hôm nay là chủ nhật, Phương cũng quay lại vậy. Rồi chào chị. Quay bó hoa đẹp hả? Rồi tất nhiên là đẹp rồi, quá đẹp luôn nè. Rồi chào chị. Rồi bữa nay bán bông rồi sao, rồi bán trái cây đường sao rồi chị? Cái gì ngồi đại nó như được vậy đó. Cũng vậy hả? Cứ vậy thôi. Không có gì mới hả? Có người mới mà không ráp vô được thôi thua. Dạ. Cậu cứ đi ra là yêu thương trong buồn nữa, cậu làm luôn đi. Dạ. Em chào chị nha. Chúc chị mỗi ngày thật vui vẻ nha. Dạ, rồi cảm ơn cậu. Phương sẽ không đi vô chợ, Phương sẽ đi trên con đường này. Rồi, chào anh. Xin chào. Ủa, chở hàng gì anh? Chở hàng bao bì. Dạ. À, bao bì nhựa đó ha. Dạ. Túi ni lông đồ á. Dạ. Thôi em chào anh nha. Đây là sản phẩm mới, công nghệ mới, tụi em quảng cáo cho bà con xài. Bên đây là chị bán ốc nè, rất là nhiều ốc. Rồi xin chào. Đây là bạn của Uyên. Cô bác anh chị mình tới đây em cháu mình có chuyện cách cho mình đủ con và con cô bác. Rồi xin chào. Ô bữa nay rất là nhiều ốc luôn nè, mới dọn lên nè. Chị này bán lâu lắm rồi, bán ốc rất là lâu rồi nè. Khách người Quốc ha. Công nghệ mới mình nuôi chuột này, khách Trung Quốc rồi. Thế hệ mới nó giúp cho bà con cô bác anh chị mình sử dụng một cách rất là dễ dàng. Nhà mình mà có con chuột nó chưa trúng cái gầm bếp chỗ mình nấu ăn, nó cắn nó phá đồ ăn với cái gầm bếp của mình đó mấy con. Thì bà con chỉ cần treo cho em một túi đuổi chuột. Trung Quốc hay mua không? Trung Quốc hay mua ốc mình không? Con do dự, nói chung là con do dự. Mấy người chưa ăn á, chưa ăn là do dự. Mà có người ăn là chìm tay nhau. Rất là nhiều ha, bao nhiêu loại? Trời ơi, một bàn đó. Cái đây bao nhiêu loại đây? Gần 20 loại. Rồi mấy giờ là mình bắt đầu mình mới có ra mình bán cho bà con, cho khách? 9 giờ rưỡi là dọn rồi. Rồi bán mấy giờ mình nghỉ? 6 giờ là nghỉ. Hôm quay đó có khán giả hỏi là chỗ ốc ở chỗ nào thì nó mình cũng ngay chỗ này luôn nè. Ngay chỗ đó là người ta sẽ nhìn vô, ta đi tới là ta nhìn được cái chỗ này là biết. À thôi để quay cái này cho người ta dễ nhớ nha. Đúng rồi. Thực phẩm sạch nè, sao Việt nè, thịt heo, thịt bò là ngồi ngay chỗ này. Trước số nhà 86. 84. Đây là 86 nè. Đúng rồi. Quả chứ. Cách đây mấy ngày cũng có khán giả nói là nhờ quay đường Võ Chứ. Phương nói là Phương quay video này là đi đường Nguyễn Trãi mà lọt qua đây luôn. Nói này sẽ đi quay đường Nguyễn Trãi, thẳng đường Nguyễn Trãi mà lọt tọt cái quay đây. Có duyên gặp lại ha. Rồi lâu quá Uyên có nó thăm à.
thấy bà thì giống như ở bên đó nó cực lắm. À hôm Yên mất liên lạc với bạn cũng lâu lắm rồi ha, đúng không? Mười mấy năm rồi. Mất liên lạc lâu chứ. À. Nó đi ra qua đó gần 20 năm nè. À. Nó mất có 20 giờ. À. À. Rút đó mình cũng tới mình quay mình tìm lại đó. Rồi gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau ha. Thôi chào bạn nha, chúc bạn luôn may mắn nha. Bên này là bán trái cây, bán rau nè, bán su, bán rất là nhiều luôn. Rồi mua ủng hộ nha. Ốc nè, bên này là bán trái cây nè. Bây giờ Phương cũng đi thẳng. À, Phương quay qua phía bên này đi. Bên này đông nè. Gặp lại cái chị này rồi, chị này bán vé số này. Dạ chào chị, bán được không? Hôm em gặp chị một lần đó, nhớ không? Lâu lắm rồi ha. Dạ, hồi sáng giờ bán được bao nhiêu rồi? Dạ. Rồi chị cứ có người đẩy không hay là chị cứ lăn như thế? Lăn đi bán tự do. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu ngồi đây là một chút nữa mà di chuyển con đường khác hay là chị về? Đi vòng vòng á, trời nó mới là 11 giờ mấy em mới về. Dạ. Hôm chị nói là chị ở đâu em quên rồi, Phú Yên đúng không? Dạ. Mình đuổi chuột sinh học, mình đuổi chuột thông minh. Chị ơi, đây là cô Tuyết ở Nha Trang á, gửi cho chị là 200 ngàn. Đây chị. Dạ. Thôi chị bán nha. Bên này là chị bán cá nè. Cười. Chào chị. Bữa nay chủ nhật bán được không? Dạ, bữa nay 20 tháng 10 bán hơn được một bữa. À vậy ok rồi, chúc mừng. Tại vì ngày phụ nữ á. À. Ngày phụ nữ cùng lên á. Thấy mình chỉ phải nói thôi. Rồi, bên đây là bán gì nè, bán sú nè. Tạo hả? Tại sao chị tạo? Dạ. Cậu ơi. Này, bên này cũng còn ít ha. Còn ít. Chỗ này đã bán hải sản rất nhiều, Phương cũng quay nhiều và con có bán thịt. Rồi, chào chị.
chỗ này là còn bán cá. À, rồi chào anh. Rồi tốt rồi. Dạ. À. Rồi còn đi bán gì không? Dạ. Hồi lâu gặp chờ Vĩnh Ngọc đó. À, chờ Vĩnh Ngọc á, đúng rồi. À. Nhiều khi Phương đi, nhiều khi mấy anh nói là cái đấy gặp rồi, em cũng nhớ nữa. Cái này gặp rồi. Anh cái gì không? Dạ. Ủng hộ anh cái gì anh? Hả? Bán đi chứ. Bây giờ bán được rồi bán đi chứ. Dạ, bữa nay cái chân cũng đỡ rồi hả? Đại thiết kêu hồng trọ. Dạ. Không có nói em đâu biết á, chừng nào khán giả kêu à. Anh tên gì? Dạ. Ý là anh còn thiết kêu hồng trọ tại 8 tháng rồi mới ở nhà, giờ còn thiết là 3 tháng kêu hồng trọ. Dạ. Đây em không biết anh. Dạ, em cũng lưu quay đường phố rồi đó. Rồi bán dừa thì sáng giờ bán được bao nhiêu rồi? Còn có vỏ kìa. Dạ. Ờ, cũng còn nhiều ha anh ha. Thôi chào anh nha. Rồi anh. Em đi. Dạ. Phương sẽ đi hết đường Võ Chữ luôn mà con có anh chị. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Con đường Phương quay rất là nhiều, rất là quen thuộc. Rồi chào em. Bữa anh quên. Bữa mua cái quên à. Rồi bữa nay chủ nhật bán được không? À gì cũng ok rồi. Không bữa nay anh đi quay đường phố thôi. Rồi bữa nay hình như là mà hàng của mình cũng ít hơn đúng không? Đây là Vân bán trái cây chợ sớm mới. Trước số nhà 126 Võ Chứ. Khán giả nào mà đến ủng hộ em nha. Hả? À, ủng hộ nha, ủng hộ Vân nha. Thôi chào Vân nha. Thôi chút nữa anh quay lại nha. Chào. Lâm bà chủ này hả? Con bà chủ này. Bà chủ lâm giùm bà đó giùm. À con bà này. Con bà chủ này. Bà chủ này hả? Hả? Bà chủ này lâm đây là đổ nợ. À, sao đổ nợ? Có gì đâu đổ nợ. Nghĩ sao vậy? Chủ ăn nhiều hơn bà chủ này. Bà chủ này ăn nhiều? Ăn dày hơn á. À, ăn dày hơn. Ủa chị bán gì ở đây? Chơi luôn mặt cái gì đó. À. Chị này là bạn của bạn. Ghế đây chơi. Rồi ghế chơi ủng hộ em nó đi. Ủng hộ chi? À. Em có ủng hộ gì? Em nhìn mặt thấy ghét hả bà chị? Cái này chụp chị dùm chị cái ơi. Dạ. Không, chị biết sao không? Dạ. Nhiều khi em quay gì đó, bạn bè chị ở nước ngoài đó, thấy chị, nhớ đến chị. Cái này em quay bên nước ngoài hả? Trời ơi, em lên thế giới luôn. Ôi, xạo quá. Ủa, em nói thiệt chứ. Chị lên YouTube đó, chị đánh là Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh hả? Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh hả? Đúng rồi. Ờ, vậy bởi vì em đăng được YouTube là cả thế giới đều thấy hết á. Không bình thường mà, còn như bình thường mà chị đẹp mà. Thôi. Chị tên gì? Đúng rồi, nhiều lúc bạn chị thấy. Bạn gì thấy đó, nhiều khi em quay đó cấp 1, hồi học cấp 1 á, họ vẫn thấy bạn của họ ngày xưa đó. Dạ. Chị tên gì? À chị Châu, đây là chị Châu. Đây là chị Châu nha. Chị Châu ở Nha Trang nha. Rồi, chị Châu ở Nha Trang nè. Rồi ai mà đó là bạn với chị Châu nhớ. Đây chị Châu nha. Rồi. Lên đây nha. Rồi. Anh Tèo, anh Bảy gì nè, các nhớ xem bình luận nha. Dạ. Mấy anh nó cũng hay coi video của em á. Anh hay bình luận rồi chị trả lời giùm em nha. Rồi. Đó, đây là rồi. Chị nè. Nhớ lên comment nha. Rồi, comment nha. Thôi em chào chị Châu nha, chúc chị Châu mọi ngày thật vui vẻ. Rồi, cảm ơn nha. Bên này là Ngô Đức Kế rồi, Phương vẫn đi thẳng. Phương sẽ đi hết đường Võ Chứ luôn, bà con có bán chị. Thank you.
chỗ này là anh chị bán rau nè. Dạ rồi, chào anh. Bán gì vậy chị? À à, đây bán nhộng nè. À, thế Hàn Quốc nó cũng hay cái này mình cũng rành lắm. Hả? À? Đây là chị bán nhộng hả? Bán nhộng. À. Nhộng này là nhộng tâm, Đà Lạt. À, thiên nhiên luôn nha. Đó, quay đi. Chào, quay thoải mái. Cái này thì mình làm cái này mình xào. À. Xào với lá chanh luôn đó. À. Đẹp. Cứ làm cho quay cho đẹp dễ. Dạ. Không biết luôn á, thằng quỷ nó cái nó đi luôn hả anh ông? Em nói không được, đụng mấy đụng mẹ em, thì em không dám. Rồi đó, cho ông quay thật mắt. À. Thấy Hàn Quốc nó đi ngang, thấy tôi là nó chụp hình đó hả? À, gì đó hả? Ủa, con bán cua gì đấy? Cua đồng hả? Đồng. À. Ủa, cái này còn nhiều quá gì vậy chị? Ủa, cái này nè, nhộng nè. Đó, mình là chuyên. À. Mình bán lâu năm rồi, cái nhộng này là nó ở trên Đà Lạt á. À. Nó ở cách Đà Lạt đến 60 cây số. À. Nên là nó ăn là người ta nuôi là bằng lá dâu á. À. Cha ăn lá dâu, mẹ ăn lá dâu, rồi nó cũng ăn lá dâu luôn. Thì dạ. Đây là nó thiên nhiên lắm. Dạ. Chị bán ở đây lâu chưa? Bán cũng gần 70 rồi. Ồ, gần 70 năm rồi hả? Ngon dữ dằn luôn. Bán cái món này gần 70 năm rồi. À. Cái này thiên nhiên người ta thích ăn lắm. À. Người ta muốn ăn là người ta phải lên. Cái này nhiều món không? Hồi xưa mà lúc mà chị đưa thị chưa được á, bán nhiều lắm. À. Đồ thiên nhiên không à? À. Dạ. Con đường này là nhiều người bán như chị không? Dạ. Dạ. Chị tên gì? Em hả? Mình bán ở đây mình tên Bé Cua. Bé Cua. À, Bé Cua nè. Ban trước là trung tâm y tế thành phố Nha Trang nè. 142 Võ Chứ, khu vực số 4. Cái quán ốc cháu mình nó bán ở chỗ bệnh viện Thanh Mai tháng 12 á. À. Cháu của chị đó hả? Ờ, cháu mình đó. À. Quay đi. Cái gì nó bán ở bên đó, nó bán cái thánh đường đó. Mà nó bán rẻ nữa. À. Có chục ngon lắm. Nó ăn đông lắm. Thôi chào chị nha. Chào chị Bé Cua nha. Rồi lên sóng luôn. Lên cho bìa luôn nha. Ông sao kênh ông kênh gì đó? Kênh Nha Trang Biển Xanh. Đúng rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Giờ Phương ra đường Tô Hiến Thành rồi. Video này Phương đi cũng dài mà con có bán chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.